Việt Nam có thêm 3 cái ca tử vong về virus Vũ Hán, mình có thể mình đưa cái chương trình này lên trước rồi sau đó mình quay trở lại tình hình Biển Đông được không anh? Nếu được thì Leo với lấy giùm video số 8, kính mời anh ạ. Vâng, cho tới sáng hôm nay đó thì có tin mới nhất ở Việt Nam là có 3 người đã tử vong. Trong ấy thì có 2 người tương đối tuổi còn trẻ, 47 rồi 60 mấy, hai phụ nữ và một người đàn ông. Và cái số người lây nhiễm mới được xác nhận là thêm 7 người. Như vậy đó thì là cái con số đã gia tăng lên, nếu tôi nhớ không lầm là gần 800 rồi. Và cho đến bây giờ thì về phía nhà nước Cộng sản Việt Nam họ vẫn nói rằng chưa biết cái nguồn lây nhiễm nó từ đâu. Nhưng mà nếu chúng ta theo dõi các cái tin tức và đặc biệt từ Sứ quán Hoa Kỳ, khi mà Tòa đại sứ Hoa Kỳ chuẩn bị để mà giúp cho những kiều dân Hoa Kỳ ở Đà Nẵng thoát ra khỏi cái thành phố đó để vào Sài Gòn cũng như đi Hà Nội đó, thì nếu chúng ta theo dõi cái bản tin đó chúng ta sẽ thấy rằng là nó phát ra ở Đà Nẵng, mặc dầu là nói là ở bệnh viện, nhưng mà nó là cái nguồn cho đến bây giờ thì người ta tin rằng là do những người nhập cư từ Trung Quốc, từ Trung Cộng vào, đã cư ngụ bất hợp pháp ở đó. Và bây giờ có nhiều ổ, nhiều nhóm như vậy, mặc dù cái con số không có thống kê một cách chính xác, nhưng mà ngay cả Bộ Công an, mỗi người nói mỗi phách, ông tướng này thì nói con số này, ông tướng kia thì nói con số kia, chẳng ai có thể tin được. Nhưng mà rõ ràng là cái làn sóng người nhập cư từ bên phía Trung Cộng vào Việt Nam bây giờ vẫn gia tăng, mà gia tăng khủng khiếp. Trong ấy có hai thành phần. Thành phần thứ nhất là một số những người Việt Nam làm việc ở bên Trung Cộng và vì vấn đề dịch bệnh mất việc và họ phải trở về, và họ không trở về bằng con đường chính thức được thì họ đi theo đường tiểu ngạch. Và đồng thời làn sóng của những người nhập cư mà người Hoa đó, người Tàu đó, thì vào rất là nhiều qua ngã biên giới, bởi vì 6 tỉnh biên giới, cái biên giới nó rất là lỏng lẻo, vì thế người ta đã đi qua, và vì vậy họ đi và họ ở rất nhiều tỉnh. Mà gần đây những cái vụ bắt giữ đó chỉ là con số tượng trưng thôi. Vì vậy mà chính những người này có thể là những cái người đã lây nhiễm cho người ở Đà Nẵng và còn nhiều nơi khác nữa. Vì vậy mà Việt Nam bây giờ đang có cái lệnh phong tỏa gắt gao để mà ngăn ngừa. Nhưng mà với cái đà này và với cái khả năng của Việt Nam thì e rằng là trong những ngày tới, như là chính ông Thủ tướng Nguyễn Xuân Phúc cũng đã nói đó, thì cái dịch bệnh này trong 2 tuần tới sẽ rất là nghiêm trọng và chưa biết có thể kiểm soát được không. Đó là cái tình trạng ở Việt Nam, có thể là rất là nguy kịch, bởi vì Việt Nam vẫn tự hào rằng là họ đã khống chế được trong những tháng trước đây, và chỉ mới trở lại sinh hoạt bình thường trong tháng 6 mà thôi, tháng 6 qua tháng 7, được 2 tháng, thì bây giờ nó lại trở lại rất là nghiêm ngặt, thì không biết rằng họ sẽ giải quyết như thế nào, và chúng ta cần phải chờ xem thôi. Thưa anh và thưa quý khán giả. Cảm ơn kỹ sư Thủy Điện. Bây giờ Leo có thể lấy dùm cho 3 cái video, số 5, số 6 và số 7, để kỹ sư Đỗ Như Điện trình bày toàn cảnh của Biển Đông, trong đó có Đài Loan. Thưa quý vị, Trung Cộng hâm sẽ dùng vũ lực tấn công Đài Loan và đưa ra những chỉ dấu cho thấy họ luôn luôn răn đe. Ngược lại, Hoa Kỳ cũng đưa ra những chính sách, những tuyên bố, cũng như viên chức như là Bộ trưởng Y tế vừa thăm, kỹ sư Nhớ Điện vừa trình bày trong phần đầu. Thì thưa quý vị, tình hình nó rất là căng thẳng và người ta nghĩ rằng đây là cái tin mà có thể nói là một cái dự đoán, là trước bầu cử có thể có action ở trên Biển Đông, chưa biết là sẽ như thế nào. Nhưng kỹ sư Nhớ Điện sẽ trình bày tổng kết về tình hình căng thẳng tại Biển Đông. Thưa mời anh ạ. Vâng, thưa, vấn đề Biển Đông nó không phải là chỉ riêng cái Biển Đông không, mà bây giờ nó liên quan tới vấn đề Đài Loan, vấn đề Hồng Kông
và vấn đề chung của Biển Đông, trong ấy có cả vấn đề phi luật tân. Và cái tin tức mới nhất mà chúng tôi chưa được kiểm chứng một cách 100% đó là sau khi mà ông Tổng thống phi luật tân Duterte đã gọi là nói rằng chúng tôi không có khả năng để mà chống lại Bắc Kinh, do đó chúng tôi không có tham dự tất cả những cái cuộc tập trận với Hoa Kỳ nữa, và từ đó thì bây giờ có thể là bỏ ngỏ. Nhưng mà ngược lại thì các cái nước quanh vùng đó mỗi ngày mỗi càng quan tâm hơn, đặc biệt là trong ấy có Úc Châu rồi các nước khác. Thì vấn đề thứ nhất là vấn đề Hồng Kông, xin lỗi vấn đề Đài Loan đó, thì như tôi đã trình bày hồi nãy là liên tiếp trong những tuần vừa qua thì Trung Cộng đã tập trận, và tập trận ở vùng Hoàng Sa, Trường Sa và Biển Đông. Thì trong khi ấy Hoa Kỳ đã đưa hàng không mẫu hạm vào, và gần đây nhất là cái thông báo của Bộ Quốc phòng Hoa Kỳ đã gia tăng cái vấn đề quân sự ở vùng biển này và chuẩn bị sẵn sàng để mà có thể có những cái va chạm về quân sự cục bộ. Còn tôi nghĩ rằng sẽ không có bên nào động binh để đưa đến một cái cuộc chiến tranh lớn. Nhưng mà không ai đoán trước được rằng cái hành vi của Trung Cộng như thế nào. Đặc biệt là Trung Cộng gia tăng rất nhiều những cái hoạt động quân sự và gia tăng cái hạ tầng cơ sở qua những cái đảo mà họ đã biến thành những căn cứ quân sự ở Biển Đông, ở Trường Sa cũng như ở Hoàng Sa. Thì nó là một cái chuỗi những cái hoạt động của phía Bắc Kinh liên tục như vậy và khiêu khích như vậy. Thành ra Hoa Kỳ với các quốc gia Đông Nam Á cũng thấy rằng là không thể nào mà ngồi yên chờ nếu không có những hành động. Vì thế mà tuần vừa rồi chúng ta nghe cái lời phát biểu của bên phía Ngũ Giác Đài cho thấy rằng đã huy động và đã chuyển cái lực lượng quân sự để gia tăng về nhiều mặt, từ máy bay thám thính cho tới tàu chiến, cho tới những chuẩn bị về quốc phòng để sẵn sàng đối phó bất cứ một cái động thái nào mà phía Trung Cộng có thể có ở Biển Đông. Đây là những cái thông tin mà hết sức là nóng hàng ngày xảy ra. Vì vậy mà chưa biết từ nay tới ngày bầu cử nó có xảy ra hay không. Về phía Trung Cộng thì rõ ràng họ đang làm, họ đưa ra những cái động thái này để nhắm hai mục đích. Mục đích thứ nhất đấy là vì họ đang gặp rất nhiều khó khăn trong nội bộ, và đặc biệt ngay cả vấn đề thời tiết đã làm cho Trung Cộng suốt 2 tháng qua khốn đốn và người dân rất là lo sợ. Vì vậy Tập Cận Bình cũng phải làm cái gì đó để giữ vững cái niềm tin và cái tinh thần dân tộc của Trung Quốc, Trung Cộng. Và về phía Hoa Kỳ đó thì rõ ràng là các quốc gia đồng minh từ Hoa Kỳ cho tới Ấn Độ cho tới Úc Châu và những quốc gia như Nhật Bản, Nam Hàn và Đài Loan đều họ sẵn sàng trong một cái tình huống có thể xảy ra ở Biển Đông và nó xảy ra ở Đài Loan. Đó là những cái tình hình hết sức là, có thể nói là hết sức là căng thẳng. Nhưng mà động binh hay không thì chúng ta phải chờ cái thái độ có lẽ là của Trung Cộng. Nếu mà Trung Cộng đi bước trước thì sẽ có những cái đụng độ về quân sự, nhưng mà nếu có đụng độ thì tôi nghĩ rằng là chỉ cục bộ chứ không thể nào trở thành một cái chiến tranh lớn được. Thì đó là cái đánh giá mà tôi thẩm định như vậy, thưa anh Du Miên và thưa quý khán giả. Vâng, cảm ơn kỹ sư Nhân Dân Địa. Thưa anh Leo, lấy dùm cho cái video số 4, sau đó là video số số 4, trong đó có 2 cái video. Anh cứ như điện ở bên Hồng Kông sau khi khoảng bầu cử rồi Hoa Kỳ trừng phạt một số viên chức, cấm vận một số viên chức, thì bên Hồng Kông trả đũa bằng cách là bắt nhà tỷ phú truyền thông Jimmy Lai. Vâng, thưa mời anh phân tích tình hình ở Hồng Kông. Cái chuyện này thì thật sự ra Hồng Kông thì cũng chẳng có gì, bây giờ là coi như vô dụng rồi. Hồng Kông chỉ là
cái con bài thôi. Bây giờ phải nói là Trung Cộng trả đũa khi mà Hoa Kỳ ra đòn cấm vận, tức là trừng phạt những viên chức trong ấy, có bà Carrie Lâm, tức là Lâm Trịnh Nguyệt Nga đấy, và các viên chức đầu gọi là cầm đầu của Hồng Kông. Thì bên phía Trung Cộng cũng trả đũa bằng cách là gọi là đưa cái danh sách của năm thượng nghị sĩ, như là các ông Romeo, ông nghị sĩ, năm cái ông ở trong cái danh sách crew, có 11 người nữa, có 6 người nữa, tổng cộng là 11 người, bằng cái số mà các viên chức Mỹ, các viên chức bị Mỹ cấm vận ở Hồng Kông. Thì đó là cái trả đũa. Cái thứ hai nữa đấy, thì sáng hôm nay như chúng ta đã theo dõi đó, là nhà cầm quyền Bắc Kinh đã ra lệnh bắt ông Jimmy Lai, tức là một cái người tỷ phú ở Hồng Kông, mà ông này năm nay 72 tuổi đó. Thì ông này là người mà có cái cơ quan truyền thông, có tờ báo, có truyền hình, và là một cái cơ quan truyền thông đặc biệt, độc nhất vô nhị, mà thẳng thừng đối đầu với Trung Cộng, đối đầu với Tập Cận Bình. Do đó họ đã bắt ông này, còng tay ông này, và khám xét và tịch thu rất là nhiều những cái tài liệu, những máy móc của cái văn phòng của ông Jimmy Lai này. Bởi vì ông này đó, thì trước khi bị bắt đó, thì ông đã nói thẳng là tôi sẵn sàng vào tù, và chừng nào tôi còn sống đó thì là tôi không, tức là ông ấy ủng hộ dân chủ cho Hồng Kông, và ông là người đứng ra tổ chức cái cuộc tưởng niệm Thiên An Môn ở Hồng Kông. Do đó Trung Cộng bắt buộc phải bắt thôi. Như thấy là vấn đề mà trả đũa đó, thì chúng ta thấy Hoa Kỳ cấm vận 11 người, thì bên Hồng Kông, bên Trung Cộng cũng làm như vậy, cũng như là Hoa Kỳ đóng cửa một tòa tổng lãnh sự thì Trung Cộng cũng đóng cửa một tòa tổng lãnh sự. Đây là cái vấn đề mà cuộc đối đầu về ngoại giao. Còn những cái vấn đề khác thì tất nhiên là nó, trong khi ấy chúng ta đừng quên rằng là bên dưới những cái đó nó vẫn có những cái kênh để trao đổi. Chẳng hạn như sau khi mà Hoa Kỳ đã đưa ra đủ các thứ gọi là những đòn phép đó, thì ông Bộ trưởng Quốc phòng Hoa Kỳ cũng đã thảo luận, trao đổi với Bộ trưởng Quốc phòng Trung Cộng, và còn muốn đi thăm Trung Cộng nữa. Thì rõ ràng là chúng ta thấy về mặt ngoại giao nó có rất nhiều những cái kênh khác nhau. Vì vậy mà mình không thể nào biết hết được. Nó là vấn đề chính trị của toàn cầu, và của đặc biệt là của Hoa Kỳ và Trung Cộng, nó vẫn xảy ra như vậy, và chúng ta phải chờ theo dõi xem nó sẽ có những cái bước thế nào mà thôi. Cảm ơn kỹ sư Như Điện. Kính thưa quý khán giả, quý vị cũng biết là ông Jimmy Lai là một nạn nhân cộng sản Tàu vượt biên qua và dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng. Kinh nghiệm bị cộng sản bắt hại đã cho ông một cái lập trường cứng rắn là vẫn chống cộng cho đến cuối đời. Chúng tôi sẽ trở lại chương trình Ford và Phúc quảng cáo. Ha ha ha!